Dạ chỉ gọi dầu lên đó chị. Gọi dầu. À. Tại chợ. Tại chợ gọi dầu luôn hả? Rồi dạ, mình bệnh sao chị? Bệnh bị tai biến nè. Đó. Rồi tiểu đường nè. À. Đó, nhưng mà bây giờ uống cái này rồi tê tay, tê chân nữa, nhưng mà uống giờ nó không có nhức mình nhức mẩy, không có còn tê nữa. Đó. À, chị uống Bạc Hà Núi bao lâu rồi? Uống này được cũng tháng hả? Tháng hả chị Vân? Tháng hả? Mấy con tháng mà có kết quả vậy đó hả? Chị uống khô hoa tươi. Chị uống khô. Về mình phơi khô hay sao? Về phơi khô, bào về rửa, giạt ra rồi phơi khô, rồi sao thổ. Đó, rồi một ngày chị uống khoảng giống vậy hả? Chị 3 gram à. Sắc nước đầu thì 3 chén, còn một chén sắc nước thứ hai. Đó, thì cũng 3 chén còn lẫn chén. Rồi chị uống trước 1 giờ. Là ăn cơm xong uống hay sao? Ăn cơm xong uống không, nếu mà phơi khô uống tươi vẫn được. À, phơi khô là uống trước cơ ăn cơm cũng được luôn. Rồi để vài bữa nữa cho chị uống, rồi vài bữa chị đi khám lại thử coi nó còn cái gì nữa không. Dạ, chị có uống lá đu đủ không? Không. Uống của bà Hà không? Bà Hà không. Mà ban đầu là cái người mình sao chị? Cái ngày sao? Trời ơi, nó nhức lắm ban đầu thì không, nhưng mà uống cái này đâu nó khỏe lắm, không có cái gì hết à. Đó, chứ hồi đó bị tai biến á. Dạ. Đó là 3 năm. À. 3 năm mà nó cái bằng nó nhức nhối mình mẩy y như ai quýnh mình vậy đó. Ừ. Nhức từ lông tay lông chân, nhưng mà uống cái này thì không còn nhức nữa. Em nhớ à, là lúc trước đó bữa đó hai chị em lên đây nè. À, rồi bữa hổm chị dìu chị này luôn hả? Đi không nổi phải không? Ôi mà nay là đi vậy đó hả? Ừ, vậy đi vậy đó. Uống ba mấy ngày đầu nó có khó chịu gì không? Không, không có bình thường, không có gì hết luôn á. Vậy đó hả? Ừ. Mà ta nói uống nóng, nhưng mà thật sự là chị cũng không nóng, không gì hết à. À. Khỏe dữ lắm luôn á. Vậy là nó chịu Bạc Hà Núi rồi. Uống rồi vô cũng có giặt ngủ không được hả gì không? Không, 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 không có bình thường. Nó khỏe lắm hả? Ừ, khỏe lắm, không có sao hết. Từ từ chị đi được luôn hả? Giờ thì giờ đó chị đi giờ bình thường, nhưng mà như xuống cái này thì hơi sâu quá, thì chị phải dịnh chị này một cái chị xuống mới được. À. Chứ hồi bữa đi phải dìu vô. Nhưng mà ban đầu chị uống mấy ngày là chị thấy cải thiện? Chị uống chắc khoảng tuần ạ. À. Tuần lễ thấy nó đỡ dần đỡ dần à. Ừ. Nó khỏe lên. Cái đi từ từ được luôn hả chị? Ồ hay quá ha. Vậy, nhưng mà dạ. chị thì không có cái bệnh ung thư nên chị uống khô chứ chị không uống tươi. Dạ. À, tại vì sắc nó cực quá, nhưng sắc lá đu đủ rồi sắc cái này nữa, chị không có thời gian. Ừ. À, cái chị phơi. Chị phơi xong cái ngày chị hốt nhúm vậy nè. Đó, chị nấu. Đó. Rồi chị uống ngày là 2 chén. Dạ. Yeah. Uống chén thứ nhất trước, rồi bắt đầu 1 giờ chị uống chén thứ hai. Không có qua 1 giờ. À, rồi buổi chiều có uống nữa không? Không, uống hai nước à. À, sáng rồi trưa thôi. À, là cái buổi trưa là chị nấu lại cái nước cái xác của thứ buổi sáng hả? À? Đúng rồi. À. Không, chị nấu luôn một lần, ví dụ như chị nấu chị đổ ra không? Cái chị nấu lần nữa. À, à, chứ chị không để tới trưa chị nấu. À, nấu liền luôn. Nấu liền luôn. Nhưng mà để hai chén đó. Hai chén đó. À. Uống chén thứ nhất trước, uống chén thứ hai sau. Vậy cho anh tiện chứ đây. Em lại đâu có gặp em. Em ơi, em cho chị gửi tiền em. Rồi chị gửi cho em, gửi chị ơi. Chị cho em như đây đi. Em lấy gửi cái vốn lại được rồi cho xin. Dạ. Thôi có gì thì dạ. Có kinh phí để lo cho người ta, chị thì cũng không giàu mà không nghèo. Uống thử coi con tiểu đường luôn á. Hồi đó nằm bệnh viện á là đường nó lên 300 luôn á. Vậy đó hả? Ừ. Rồi nay đường sao? Đường chị sao rồi? Vài bữa nữa chị đi khám nè. À. Nhưng mà chị có cái máy thử ở nhà. À. Thì đường vậy cũng trung bình 100-101 à. Vậy đó hả? Ôi. Uống thuốc Tây với Bạc Hà Núi xong chứ không có uống thuốc Nam, thuốc gì hết à. Dạ. Chị tên gì chị? Chị tên chị Thu. Chị Thu hả? Dạ, rồi em cảm ơn chị Thu ha. À. Rồi. Chị Thu bị tai biến xương khớp và tiểu đường, sau một tháng dùng củ Bạc Hà Núi thì chị đã khỏe lại nha cô bác. Người ta cái tay á, mỗi lần cái tay á nắm giấy cũng được. Ừ, mà bây giờ cái tay chị á, giờ á chị múc đồ được, một ngày múc hai khoảng 100 bọc được. Con mình nha. Rồi để trước. Ngày nào chị cũng muốn hết á.
muốn mà bỏ không bỏ cử cũng đâu hết rồi chị ha. Nghe chị về nha. Dạ thôi chị về đi dạ. Cái số nào? Ủa mỗi lần phèo lên xe đâu thi được đâu. Vui ha mừng ha.